Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thanh củi tiếp theo có phải là Nguyễn Hòa Bình? Ngày 29 tháng 3, blog gió bắc trên afi tiếng Việt bình luận Nguyễn Hòa Bình tự chăm dầu vào lửa đốt mạch. Tác giả nhận xét những vụ bắt nóng cán bộ trung cao cấp gần đây đã khiến cung đình rúng động, lửa lại lan xuống dân đen. Theo đó, ngày 28 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Bình Dương khởi tố bị can tạm giam Nguyễn Đức Dự và cấm Hoàng Quốc Việt đi khỏi nơi cư trú do liên quan đến hành vi xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải. Cả hai bị khởi tố theo điều 331. Tác giả cho biết, oan án tử tù Hồ Duy Hải kéo dài 16 năm, oan khuất, cường quyền trùng trùng phủ lên vụ án. Tại sao lại có thêm người vướng vào lao lý? Ai ra lệnh bắt và vì sao lại bắt? Và đây là hình bài bình luận trên blog Gió Bất, AFA. Tác giả dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đại cho rằng, Việc khởi tố hai người dân ở Bình Dương là sự đàn áp tự do ngôn luận và phục vụ mục tiêu chính trị của một số quan chức ngành tòa án. Nhân vật có quyền lực thực hiện việc này chính là chánh án Nguyễn Hòa Bình. Bình liên quan đến vụ án này trong suốt ba giai đoạn, điều tra, truy tố, xét xử và cả giai đoạn giải quyết kêu oan giám đốc thẩm. Đặc biệt là, theo tác giả, nhà báo Trương Châu Hữu Danh từng công bố trên mạng xã hội nhiều tài liệu, tình tiết ngoại phạm của Hậu Duy Hải nhưng lại bị đưa ra khỏi hồ sơ vụ án. Đặc biệt hơn nữa, vào tháng 6 năm 2021, bảy nhân chứng xác nhận họ đã gặp Hồ Duy Hải tại đám tang ông Hồ Chi vào thời điểm trùng với thời điểm Hồ Duy Hải bị quy kết gây án tại bô cục Cầu Voi. Thế nhưng, vẫn theo tác giả, ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao về địa phương xác minh các lời khai của các nhân chứng thì công an đã triệu tập họ làm việc với thái độ trấn áp, ép phải khai ngược lại những lời chứng trước đó. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, liên tục kêu oan cho con trong nhiều năm qua. Và đây là hình tử tù oan Hồ Duy Hải. Lá đơn mới nhất gửi ngày 20 tháng 3 dẫn ra những tình tiết, chứng cứ ngoại phạm khác của Hồ Duy Hải, dù đã từng thể hiện trong hồ sơ vụ án nhưng lại bị bỏ ra ngoài và đưa vào hồ sơ mật, như là bản giám định pháp y xác định mẫu vân tay trên hiện trường không phải của Hồ Duy Hải. Lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường Đinh Văn Còi xác định thanh niên có mặt ở hiện trường không phải Hồ Duy Hải. Tác giả nhận định, với những sự kiện đã nêu, nếu vụ án được xem xét lại đúng pháp luật, thì Hồ Duy Hải phải được tuyên vô tội. Khi đó, có rất nhiều người, ai đó sẽ phải đứng trước vành móng ngựa về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đơn thư này như mọi lửa công lý đang trần vần trước thanh gỗ gọc Nguyễn Hòa Bình. Tác giả đánh giá, thanh kiếm của Tô Đại Tướng, trong đại án Phúc Sơn đang ngày càng dí sâu vào đất Quảng Ngãi, nơi Nguyễn Hòa Bình từng một thời trấn nhậm và thăng tiến. Lê viết chữ, cựu bí thư Quảng Ngãi mới vừa bị bắt là đàn em thân tính của Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng. Tác giả cho rằng Tô Lâm đang chiếu bí tổng trọng bằng các vụ bắt bớ tại Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, buộc trọng phải phế thưởng như giải pháp thí tượng để dự tướng. Và đây là hình Nguyễn Hòa Bình có trở thành thanh củi tiếp theo hay không? nhưng những vụ bắt bớ vẫn tiếp diễn, buộc trọng phải thí thêm sĩ để giữ tướng. Trong cuộc cờ tàn ấy, Nguyễn Hòa Bình liệu có được yên thân? Tác giả bình luận, từ trước tới nay, Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm là cặp đôi hòa hợp, Tô gom củi, Bình canh lửa. Nhưng tình thế lửa đã bén đến cả lò, đồng minh có thể trở thành đối thủ trong tích tắc. Hơn thế nữa, khối tài sản khổng lồ của gia đình Nguyễn Hòa Bình hẳn cũng là miếng mồi ngon, hấp dẫn trong thế quần ngư tranh thực đủ sức biến đồng minh thành đối thủ. Tác giả cho rằng dùng sức mạnh quyền lực để trấn áp, bịt miệng những người yếu thế để che đậy tội ác, duy trì củng cố quyền lực và quyền lợi của cá nhân là thủ thực quen thuộc của Bình. Năm 2023, Nguyễn Hòa Bình từng có phương án xóa trắng ba tử tù đang kêu oan, không sát hại được Nguyễn Văn Trưởng, Bình bất ngờ ra lệnh giết chết Lê Văn Mạnh. Với Hồ Duy Hải trải qua năm đời chủ tịch nước, ngoài trừ Trương Tấn Sang được hạ cánh an toàn, nhờ cái lệnh miệng tạm hoãn thi hành án, bốn người còn lại đều phải trả giá cho sự im lặng thỏa hiệp với tội ác của bệnh Mưu càng sâu, họa càng sâu, lấy ác dập lửa chính là chăm thêm dầu vào lửa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thanh củi tiếp theo có phải là Nguyễn Hòa Bình hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Tội ác của cựu bí thư Quảng Ngãi Ngày 28 tháng 3, Báo Tiến Dân đăng bài về khúc củi của Lê Viết Chữ nhân, nhân sự kiện ông Chữ vào lò Bài viết giới thiệu lại một bài điều tra độc quyền của Tiếng Dân đã đăng gần 4 năm trước, ngày 10 tháng 5 năm 2020 về tội ác của Lê Viết Chữ của tác giả Thu Hà. Tác giả cho biết Lê viết chữ sinh ngày 20 tháng Giêng năm 1963 tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, xuất thân từ kỹ sư hàng hải. Lê viết chữ kết hôn với Cao Thị Hồng, sinh năm 1966, quê Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hồng phụ trách tài vụ của trung tâm đăng kiểm, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, nơi chồng bà làm giám đốc. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, vợ chồng chữ vào nước vách và đầu cơ chính trị khi bơm tiền để chạy cho hồ nghĩa dũng cựu bí thư quảng ngãi vào chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2011 đổi lại hồ nghĩa dũng giúp chữ lên làm bí thư thành ủy thành phố quảng ngãi và bỏ kê cho hồng thoát tội hình sự trong một vụ án tham nhũng gây chấn động hồi đầu năm 2007 sau đó vẫn theo tác giả hai cựu bí thư quảng ngãi tiếp theo là nguyễn hòa bình nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2011 và Võ Văn Thưởng năm 2011 đến năm 2014 tiếp tục giúp chữ lần lượt leo lên đến Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2014, Thưởng về giữ chức Phó Bí thư thành ủy Thành Hồ. Trước khi đi, Thưởng kịp giúp chữ lên làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 5 năm 2015, chữ trở thành Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức này đến năm 2020. Tác giả dẫn những đồn đoán ở Quảng Ngãi theo đó, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Hòa Bình là hai nhân vật đã bảo kê cho Lê viết chữ. Chữ cũng đã dốc hầu bao cho cuộc đua vào bộ chính trị của Võ Văn Thưởng và vào ban bí thư của Nguyễn Hòa Bình tại đại hội thứ 12. Và đây là hình của bí thư Quảng Ngãi Lê viết chữ. Ngoài ra, chữ còn liên quan đến việc nâng đỡ bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, từ một cử nhân ngữ văn đi lên theo con đường đoàn đội, trở thành phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Dư luận cho rằng Vân chính là người tình của Võ Văn Thưởng ở Quảng Ngãi. Tác giả tiếp tục cho biết, Bí Thư Chữ đã chỉ đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi ăn cướp tất tần tật của dân, từ cướp đất dân lành, mua quan, bán ghế, thâu tóm quyền lực, cho đến lộng quyền sinh sát, tàn bạo và khát máu. Chữ không chừa bất kỳ chiêu thức gì. Quảng Ngãi trở thành sân sau hậu phương cả về kinh tế, lẫn chính trị của Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng. Các vụ khiếu kiện tố cáo liên quan tới chữ lên trung ương đều được Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng trực tiếp bảo kê, ém nhẹm, giải quyết êm thấm. Người dân thì bị cướp đất đai, dẫn đến tự thiêu, còn chữ ung dung giao thầu cho doanh nghiệp sân sau để xã hội đen lộng hành. Và đây là hình bà Phạm Thị Lê, một nạn nhân của chữ trước khi tự thiêu. Tác giả cho biết cụ thể, chữ uống thuốc liều, xin cả đất quốc phòng để giao cho Trịnh Văn Quyết và tập đoàn FLC. Thậm chí ứng 500 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước để đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án của FLC. Năm 2015, chữ bật đèn xanh cho họ hàng bên vợ, cướp của bà Phạm Thị Lê gần 1.000m2 đất ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ước ức, bà Phạm Thị Lê đã đổ xăng, tự thiêu ngay tại nền đất bị cướp. Nhưng bà không chết, mà từ một phụ nữ xinh đẹp, hóa thành tật nguyền, và công lý vĩnh viễn không đến với bà. Tác giả cho biết thêm, hung thần Lê Viết Chữ còn bóp nghẹt dân chủ trong đảng, tạo phe cánh chính trị ngay trong tỉnh ủy. Người ngoài phe luôn bị trù dập, thuyên chuyển, phế bỏ hoặc đánh cho thân bại danh liệt. Cùng cánh cửa hậu được quy hoạch đúng quy trình, bất chấp điều lệ đảng và các văn bản quy phạm. Tác giả kết luận, tội ác mà những tay du côn, khoác áo chính trị gia, nhân danh những người cộng sản gây ra cho dân, không bút mực nào lột tả hết. Ở thế giới bên kia, chắc chắn những linh hồn oan khuất cũng sẽ liên kết truy bắt những hồn ma nghiệt súc đã gây oan trái, tan thương ở chốn trần gian này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tội ác của cựu bí thư Quảng Ngãi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới